Cách tốt nhất là nên im lặng để nó lắng xuống luôn, tại vì đó cũng chỉ là tin đồn, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì coi như là mình hỗ trợ cho mấy cái báo đó, cái báo không có chính thống, cái báo mà đưa tin cho khán giả mà không có căn cứ thì mình không nên ủng hộ, mình không nên đá động đến. Anh thì bình thường. Còn chị cũng bình thường, tại vì chị thấy là đó chỉ là tin đồn thôi. Chị cũng định lên tiếng thì anh Tuấn anh nói thôi, cái đó là tin đồn mà em lên tiếng làm cái gì. Mà mình càng lên tiếng thì báo chí lại có lợi, mà báo chí là báo lá cải thôi chứ. Hỏi quá trời. Mới thực thì Đức Thịnh mới gọi nữa. Giọng quán hồn, quán hốt mất cười. Mình xóa bỏ này rồi nó cũng sẽ xảy ra vấn đề khác. Rồi tiếp tục nó sẽ có vấn đề khác. Tốt nhất thì mình nên cho những cái báo mà không chính thống đó biết rằng á, có đá cho mình á, thì cũng động đậy được cái gì, cũng không có động đậy được gì, cho nên là thôi đừng nên đá cho mình. Dạ, chị nghĩ là nếu mà còn báo mà gọi là báo lá cải, chị dùng từ báo lá cải mà còn đồn thổi thì có nghĩa là cái gọi là cái sức hút của anh chị vẫn còn, họ mới còn không thì họ đâu có đồn thổi làm gì. Với chị với anh Kiều Minh Tuấn mà có gì xảy ra thì chính thức chị lên tiếng, còn anh Tuấn lên tiếng, còn tất cả các báo thì đó là chỉ là chuyện lời thổi cho luôn. Quý khán giả yên tâm và nghệ sĩ anh em cũng yên tâm đi. Chỉ là những gia phụ giống như tôi, ăn bận còn hơn đầu tư phim. Đứa ra coi thấp, một cái váy Oscar và một cái bộ đồ mà tôi không còn cái chỗ nào có thể nổi hơn nữa. Nó chấm từ đầu tới đuôi, thì tôi chỉ